Văn Toàn đã trở lại như thế nào? Sau khi rời khỏi Seoul Eland, Văn Toàn đang thể hiện phong độ ấn tượng cả trong màu áo nam định lẫn đội tuyển Việt Nam. Trước khi từ Seoul Eland trở về Việt Nam chơi bóng, Văn Toàn bị hoài nghi rất nhiều về phong độ. Bởi lẽ, cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã không được ra sân thi đấu trong màu áo đội bóng thủ đô Hàn Quốc suốt gần 4 tháng vì chấn thương cùng một số nguyên nhân khác đằng sau sân cỏ. Khi trở về Nam Định, Văn Toàn cũng không có màn trình diễn quá ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải. Đến giai đoạn tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam hồi tháng 10, dù được huấn luyện viên Philip Chusier trao cơ hội, nhưng tiền đạo 26 tuổi cũng không để lại nhiều dấu ấn. Nhưng bước sang tháng 11, Văn Toàn đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Anh có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philip Chusier trong trận gia quân gặp Philippines tại vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Sau đó, phong độ cao của Văn Toàn tiếp tục giúp anh chiếm vị trí số một bên hành lang phải của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Iraq quay trở về câu lạc bộ, Văn Toàn tiếp tục nối dài chuỗi trận thăng hoa bằng pha lập công đầu tiên cho đội bóng mới tại vòng loại cúp quốc gia 2023 trong trận Nam Định gặp Bình Phước. Tiếp đó, tại vòng 4 của V-League 2023-2024 trong chuyến làm khách của Hà Tĩnh, Văn Toàn đã in dấu dày trong hai pha lập công của đội bóng Thành Nam với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Trận đấu với Hà Tĩnh tối ngày mùng 3 tháng 12 có lẽ là trận đấu thăng hoa nhất của Văn Toàn trong năm 2023. Ở đó, Tiền đạo quê Hải Dương đã có 90 phút thi đấu xuất sắc. Sự tự tin của Văn Toàn đã quay trở lại. Anh khuấy đảo hai hành lang biên, gây ra nhiều đột biến bằng kỹ thuật và tốc độ tuyệt vời. Ngoài ra, những tình huống đưa ra quyết định của anh cũng đã chuẩn xác hơn. Sự trở lại của Văn Toàn là tín hiệu tích cực với Nam Định nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Với phong độ hiện tại, chân sút 26 tuổi dự kiến sẽ là niềm hy vọng hàng đầu của đội bóng thành Nam tại trạng Tourmalet khốc liệt sắp tới ở V-League. Về phần đội tuyển quốc gia, việc văn toàn nổ súng liên tiếp trong những trận đấu gần đây phần nào giúp huấn luyện viên philippe chousier thêm yên tâm về bài toán hàng công trong lúc tiến linh và tuấn hải đang có dấu hiệu hụt hơi